Sáng nay chúng ta học tiếp bài kinh Sanh Tham. Sáng nay chúng ta học tiếp bài kinh Sanh Tham. Bài kinh Sanh Tham là bài kinh dần chút chừng một chút. Bài kinh Sanh Tham. Bài kinh Sanh Tham tiếng Pali gọi là Macchari. Macchari là bỏng sẻn, mà bỏng sẻn thì nó bằng với chữ bụng, bụng bụng xỉn, cũng như là cái chữ dễ vui thì nó bằng cái chữ dễ vui. Đấy, dễ vui tức là dễ vui, mà bỏng bỏng sẻn, bỏng sẻn nó lạ một chỗ là cái chữ bỏng sẻn hay là bụng xỉn. Ở ngoài đời á, người ta nghe chữ bụng xỉn người ta hiểu, nhưng mà nghe chữ bỏng sẻn thì có lẽ một số người thấy lạ. Còn cái chữ dễ vui á, thì người ta nghe dễ hơn là cái chữ dễ vui, cho nên là có một số cái chữ mình lưu ý. Và ở đây chúng ta thấy rằng có một vị trời, có một vị trời đã đến hỏi Đức Phật cái câu, một cái câu hỏi, một cái vấn đề mà chúng ta thấy là chính kinh ấy. Ở đây ấy, là các vị có chú ý là tôi, bản thân chúng tôi không có thích xài cái chữ một vị chư thiên, mà chúng tôi thích xài chữ vị trời hoặc là vị thiên nhân. Tại sao vậy? Là vì người Việt trong nước mình ấy, hồi xưa giờ đó mình hay kêu là mình hay dùng cái chữ là một vị chư thiên, mà đã nói chư như là phải là nhiều, ví dụ như là chư Phật. Chư Phật là các đức Phật, chư là nhiều, như là chư tăng là tối thiểu là phải từ hai vị trở lên. Tôi chưa đã nói chư tăng là tối thiểu, tối thiểu phải hai vị trở lên mới là chư tăng chứ. Như vậy là chư thiên là cũng phải là từ hai vị trở lên nha. Mà trong nước mình hay hồi đó giờ mình quen dùng những chữ như vậy. Lúc bây giờ có một vị chư thiên ở đâu đó, có một vị chư thiên, có một vị chư thiên. Đây là cái điểm mà mình phải chú ý. Có nhiều khi mình sai, nhưng mà mình thấy cả thiên hạ đều sai, cái mình lại cả thiên hạ cùng sai với nhau đó, thì lâu ngày chúng ta sẽ dễ dàng cho qua cái chuyện đó. Chúng ta dễ dàng chấp nhận cái sai thiên hạ, mà trong khi đó thì một cái điều đúng dù chỉ một người chấp nhận hay không ai biết tới thì nó vẫn là đúng. Một điều sai thì dù cho cả hành tinh này chấp nhận nó thì nó vẫn cứ là sai. Có những cái học thuyết nó được trình bày rất là bài bản, nó được bảo vệ bằng cả một cái quân đội, bằng một lực lượng như cảnh sát, công an, mà nó đặt thì nó vẫn cứ đặt, chứ không phải là mấy trăm tờ báo, nguyên một hệ thống quân đội, nguyên một hệ thống an ninh bảo vệ, nguyên một cái hệ thống báo chí truyền thông rồi bảo vệ cái học thuyết đó, thì học thuyết được xem là đúng, thì cái đó phải xét lại. Chúng ta thấy như là cái học thuyết mà học thuyết thì dân tộc chí tôn của dân tộc chí tôn của Hitler đó, cũng cho rằng Đức với Đức là cái dân tộc thượng đẳng, và Do Thái đó là một thứ dân tộc bất biên cần phải tàn sát. Thì cái học thuyết đó chúng ta biết nó đúng sao, mà nhưng mà có một thời nó được 90 sư đoàn bảo vệ học thuyết đó, mà nó sai vẫn cứ sai thôi. Thì trong bài kệ này chúng ta thấy rất là sáng, cái bản dịch tiếng Việt rất là sáng, và cái vấn đề được trình bày ở trong cái câu hỏi lẫn câu trả lời cũng rất là sáng và rất là nhẹ, rất là mềm, không có gì để cho các vị bị nhức đầu, không có gì để cho các vị nhức đầu hết.
cái câu tiếng Việt đó. Ở đây đó thì có mấy chuyện để chúng ta để ý thôi, có mấy chuyện nhỏ 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 nhỏ. Ở đây bổn sẻn ở trong đây có nói, có bổn sẻn có hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất gọi là mú đú maitariya, tức là cái lòng hẹp hòi. Đó là cái sự tiếc của muốn đúng là mềm, maitariya tức là bỏng sẻn. Cái chữ ở đây đó chúng ta có chữ machari nhé, machari rồi machira rồi machariya đều đồng nghĩa nha, đều đồng nghĩa. Machari hay là machira hay là machariya đều đồng nghĩa là bỏng sẻn. Bỏng sẻn dạ, thì bỏng sẻn có hai trường hợp. Thứ nhất ở trong đây nó là muốn đúng machariya là hẹp hòi hay là tiếc của thôi. Có nghĩa là trường hợp một là tiếc của mình, nhưng cũng có lòng mong đối tượng tìm được cái vật bố thí ở chỗ khác. Còn cái trường hợp hai đó, trường hợp hai là thập thế machariya, machariya là cái lòng bủng xỉn hay là cái lòng ích kỷ nặng nề. Nếu mà dịch sát là cái nặng nề, không muốn cho và cũng không vui khi thấy ai cho người khác. Đó, chúng tôi đang giải thích chữ khó là vậy đó. Cái đó là thứ hai, nó gọi là không muốn cho và cũng không vui khi thấy ai cho người khác. Trường hợp một, trường hợp nhẹ, nghĩa là mình của mình đó thì mình thấy tiếc, của mình thì mình thấy tiếc, nhưng mà chỗ khác thì ok. Ok. Hoặc là chúng ta biết trong kinh bố thí có ba trường hợp, bố thí có ba trường hợp. Một gọi là samidana, gọi là chủ nhân thí. Thứ hai gọi là sa-ha, sa-ha cái đà nát là bằng hữu thí. Trường hợp thứ ba gọi là đa sắc đa nát, gọi là nô lệ, nô lệ thí. Bổn sẻn này nó có hai trường hợp ha. Trường hợp một ấy là mình không muốn cho, nhưng mà mình cũng mong người khác nhận được ở chỗ khác, mong là cái đối tượng đó đó được nhận ở chỗ khác. Hoặc là mình cũng muốn cho mà cho nó không có được, nó không có được đàng hoàng cho lắm. Thì ở trong đây bố thí thì để hiểu cái đó đó thì phải hiểu có ba cái cách bố thí. Cách thứ nhất gọi là samidana, có nghĩa là chủ nhân thí, tức là chủ
nhân thí là bố thí món tốt hơn thứ mình vẫn dùng, tức là mình đem cho ra giống như mình xem, tức là xem đối tượng đó ha, như là người trên mình đó, đó gọi là chủ nhân thí. Trường hợp thứ hai là bằng hữu thí, thế là cho thứ tương đương đó, mình dùng cái gì á, mình dùng cỡ nào á thì cho cỡ đó, đó là bằng hữu thí. Còn cái nô lệ thí là cho món kém hơn thứ mình vẫn dùng đó. Thì cái trường hợp mà bổng sẻn, trường hợp bổng sẻn thứ nhất ấy, là chỉ cho theo là chỉ bố thí, bố thí theo cách nô lệ thí hoặc không cái cũng còn cái trường hợp một là cũng một là không, một là cho theo cách nô lệ thí hoặc là không thích tốn kém. Chứ còn mà người khác á, cho thì mình cũng ok. Ví dụ như bây giờ các vị xin tôi, các vị xin tôi thì tôi không thích, nhưng mà nếu các vị xin ra chỗ khác thì cái lòng tôi cũng ok, không sao hết. Nhưng mà trường hợp thứ hai là nặng á. Trường hợp thứ hai đó là mình không thích cho, và trường hợp hai đó là hoàn toàn không hoan hỷ với cái hạnh bố thí. Còn cái cách một đó là, một là mình cho cái thứ thấp, cái thứ mà rẻ tiền, vụn vặt nhỏ bé dễ kiếm vân vân. Còn không đó thì mình không muốn cho, nhưng mà nếu mà người ta đi xin ở chỗ khác đó, thì mình cũng thấy ok, mình cũng vui, miễn là mình đừng có tốn thôi. Đừng có tốt thôi. Còn trường hợp hai là mình hoàn toàn không có hoan hỷ với cái hạnh bố thí, mà cái quê mới xài cái mắt thì phải đem cho. Nó có cái chuyện rất là lạ mà mình cũng nên biết qua, đó là theo tôi biết thì cái người châu Á mình á, chả như người Tàu, người Việt, người Thái, họ rất là thích cái chuyện là móc túi của mình đem đi cho người khác, kể cả những số tiền lớn. Nhưng mà theo tôi được biết thì người ở Mỹ thì không, do cái văn hóa của họ đó, do cái văn hóa của người Âu, người Mỹ, người da trắng nói chung, họ lạ lắm, họ rất là hào phóng, rộng rãi. Nhưng mà họ rộng rãi cái kiểu này, thí dụ như họ sẵn sàng đem cả một gia tài của họ đó, họ đem họ hiến cho một cái tổ chức từ thiện, hoặc là họ sẵn sàng họ bỏ tiền túi ra họ tổ chức một cái, họ tạo ra những cái cơ hội để cho những cơ hội công ăn việc làm, giúp cho người nghèo ở mấy cái xứ mà chậm phát triển, ví dụ như vậy đó, ở thế giới thứ ba đó. Tuy nhiên mình rất là khó mà tìm thấy một cái người da trắng mà họ bỏ một số tiền mặt ấy, mà lớn để mà cho ra như cái người châu Á mình. Thì còn ngược lại đó, cái người châu Á mình đó thì mình thích cái chuyện mà tìm ra người châu Á đó, như người Thái, người Việt, người Lào, người Miên mà bỏ trong họ móc túi họ đó, mà bỏ trong số tiền mặt đó, để họ cho cúng chùa, cho ăn mài, hoặc là cho bối cho những trường cá nhân, thì họ là rất là thường thấy. Nhưng mà ngược lại muốn kiếm cách có quy mô như ở Mỹ thì lại không. Ví dụ như họ cái chuyện mà người châu Á mà nghĩ đến cái việc
mà bỏ tiền ra để mà đầu tư trường ốc hay là cầu đường hay là công ăn việc làm cho cái người nghèo thì rất là ít. Trong khi mình thấy như mấy ông tỷ phú Mỹ đó, họ nghĩ là cái cách nào đó mà ngăn chặn những cái bệnh suy dinh dưỡng hoặc bệnh sốt rét hay là những cái loại bệnh khác ở châu Phi chẳng hạn, những bệnh gọi là bệnh đặc thù ấy, thì chỉ người Âu Mỹ mới nghĩ tới cái đó thôi. Còn người châu Á mình đó, thì một là không có làm, còn hai đó là chỉ ké thôi, chỉ tháp tùng thôi, chứ mình không có mặn mà thực hiện mà bố thí cho cái quy mô lớn như vậy. Nhưng mà ngược lại, tôi ví dụ thôi, ví dụ như bây giờ có một cái chùa ở trên đất Mỹ hoặc là ở trên đất châu Âu ấy, thì rất là khó mà nhận được cái sự hỗ trợ mà trực tiếp của người Mỹ, là bởi vì một phần họ đối với họ đó họ chưa có thấy đủ hoa để hoa nghỉ cũng có, nhưng một phần là theo tôi biết là cái văn hóa Mỹ đó, văn hóa châu Âu, văn hóa Âu Mỹ nói chung đó, thì họ không có mặn mà đâu, chỉ mà lắc nhắc như vậy, tức là đi vô cái chùa nào đó rồi bỏ ra số tiền thì là rất là hiếm, nói chi là cho một cá nhân. Mình sẽ giữ cái đem giữ ra, tôi nói cũng nói rằng cái lòng của người, lòng người đó, cái nó cũng có hai trường hợp là rộng và hẹp. Rồi hẹp nó cũng có nhiều cách và rộng cũng có nhiều cách. Đấy, cái mục đích của tôi nói là chỗ đó, lòng người nó rộng có, hẹp có, mà hẹp thì có nhiều cách hẹp, mà rộng có nhiều cách hẹp, mà rộng có được có nhiều cách rộng. Thì ở trong đây tôi kể cho mình nghe một câu chuyện là có một số người đó, là họ không có thích bỏ ra, nhưng mà họ mong mình tìm thấy được cái vật cúng dường và bố thí ở một cái chỗ khác, đó là học nhẹ. Còn trường hợp nặng thì thôi, trường hợp nặng thì có như họ tuyên bố họ chủ trương là qua để xài, không có thì tự chết đi, chứ còn đừng mong là trên đời mình có cái chuyện chia sẻ, vì cái chuyện nó chuyện tào lao. Đại khái như vậy. Thì cái câu kệ này nó là cho chúng ta thấy rằng là bố thí nó có năm, nhưng mà trong câu kệ này thì câu nặng một thứ thôi, câu nặng một thứ thôi. Bố thí có năm là bổn sẻn có năm, tức là bổn sẻn nãy giờ tôi sợ hết giờ, xin nhắn lại với anh Dương Tiêu là không có chuyện gì để phải ngại hết, bởi vì khi nãy tôi cũng đang lu bu nha, cũng đang lu bu, mong các vị đừng có hiểu lầm, bởi vì mình làm việc Phật pháp chung rồi, chung một căn nhà thì dĩ nhiên có những cái trục trặc technical cái okay. Thì bổng sẻn có năm, tức là mình một là bổng sẻn tài vật, có nghĩa là mình không muốn chia sẻ vật chất mà mình có cho người khác. Rồi thứ hai là mình bổng sẻn cái tình cảm, nghĩa là mình không muốn học trò đệ tử bè bạn với mình đến với người khác. Rồi cái bổng sẻn về danh tiếng, có nghĩa là mình cũng không muốn ai đó ké cái tiếng tâm của mình. Trường hợp thứ ba đó, đợt nữa đó là trường hợp bổng sẻn về tinh thần, có nghĩa là mình không có muốn chia sẻ với người khác những thành tựu về tinh thần của mình, ví dụ như Phật pháp mình không muốn người khác biết giống như mình. Thì ở đây đó, trong bài kinh này thì chỉ nói có một thứ thôi, đó là bổn sẻn về tài vật, có nghĩa là cái sự không có chia sẻ vật chất mà mình có cho thường. Có nhiều người đi vào đạo cái chuyện chuyện mà tôi không biết gọi là chuyện gì, kiếp sau sinh ra đã không thiếu
này cái ở đây đó là không phải bố thí được cái chuyện mà làm được thì tốt không phải, hoặc là nó là một công đức để đời sau sinh ra có sai tèo thì các vị có thể đem giúp cho thằng Tí, không giúp cho ông A thì có thể giúp cho ông mình bất mãn với một cá nhân hay một cái đoàn thể, một tổ chức nào đó, rồi cái từ đó mình không có tha thiết, không có mặn mà trong cái chuyện bố thí thì cái đó không có nên, bởi vì cái người thiệt thòi sau cùng vẫn là mình. Tôi ví dụ như có những người bỏ tiền ra hỗ trợ các cái tổ chức từ thiện lớn hoặc nhỏ, tới lúc họ phát hiện ra một điều là cái số tiền đó không có được sử dụng như là họ mong mỏi, mà ở đây có cái sự điểm thủ, có cái sự mờ ám, có cái sự tư túi riêng, có cái sự tơ hào riêng. Cái từ đó về sau họ nghe nói đến từ thiện cái họ nản, họ không làm nữa, thì tôi cho rằng đó là một cái chuyện không có nên. Bởi vì mía sâu có đốt, nhà dột có nơi, cái tổ chức thì nó tào lao, nó tầm bậy, nhưng mà còn có tổ chức khác nữa chứ. Rồi thì cá nhân cũng vậy, có người họ nói với tôi là giúp người nghèo chi, ăn là làm biếng, ngửa tay chờ đợi cái lòng hảo tâm của người khác, mình giúp họ là mình xúi họ hư, giúp xúi họ lười. Thì tôi nghĩ là cái câu đó có đúng, nhưng mà nó cũng có cái sai. Đúng ở chỗ là quả thật trên đời có những cái người thế dễ ăn quá, ăn là cứ đi xin đi quyên gọi quyên góp kêu gọi riết à, có. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp đáng giúp nha, cũng có trường hợp đáng giúp. Gọi là ở Mỹ nó có trường hợp mấy người homeless mà họ ở ngã ba ngã tư đường đó, họ chờ xe mà ngừng đèn đỏ đó, ở ngã đó họ xin rất là dễ thương, họ không có chèo kéo nấm níu như người ăn xin Việt Nam, mà họ cứ để là để mấy cái chữ vui lắm, nhiều khi không cần văn phạm gì hết, họ cứ để là no food no job, để gì đó no home no food no job, và để trong một cái tấm giấy cắt tông như vậy, rồi mình thích đó thì mình cho, không thích thì thôi, mà họ cứ biết điều lắm, họ cứ ngồi ở đó mình ngừng xe, mình thích thì mình mắc họ lại mình đưa, còn không thì thôi, chứ họ không có lại mà níu áo níu tay như ở bên Việt Nam. Còn ở Âu Mỹ chẳng hạn, ở châu Âu, ở biên giới Đức, chụp biên giới Đức thì sĩ có cái chiếc cầu đẹp lắm, ván sơ chỗ đó nó có cái chỗ này đẹp lắm, họ để một cái nón, rồi có một con chó nằm cái bên rất là dễ thương, rồi họ chơi, họ thổi sáo, hoặc là họ đánh đàn, rồi họ hát, mà mình nhìn sơ qua đó mình thấy họ rõ ràng đó là họ không có xinh, họ chỉ là một nghệ sĩ đường phố thôi, nhưng mà mình để ý thấy trước mặt họ có cái nón là mình biết rồi đó, mình thích thì mình bỏ vào đó 1 đồng 2 đồng, còn không thì mình đi luôn. Quả nó có trường hợp là họ giả tưởng hay lắm, họ dùng những cái loại màu, loại mực, loại sơn gì không biết, họ bôi cái mặt của họ nó giống như một bức tượng bằng kim loại vậy đó, rồi họ đứng họ ăn mặc hóa trang nhìn ngộ lắm, giống như một bức tượng, họ đứng yên hàng giờ không nhúc nhích, cứ lâu lâu họ mỏi quá họ tranh thủ họ trở bộ một chút, cho nên mình nhìn họ y như một bức tượng vậy đó, lạ lắm, mà cái đó không thấy ở Việt Nam. Đó cũng là cách ăn xin. Rồi bên dưới, quan trọng bên dưới họ có để cái nón, thì mình đi ngang mình thích thì mình cho, mình thích thôi, chứ không có cái sự mình níu kéo xin xỏ rồi làm phiền du khách thì không có. Bên người ta thì kể cả cái người cho cũng cho đẹp, mà người xin cũng xin đẹp, rồi cho đó nó những cái làm những văn hóa đẹp mà mình thấy ghi nhận. Ngay cả trong kinh Đức Phật dạy mà bị tỳ kheo đi khất thực thì cũng không có làm phiền ai hết, mỗi một chỗ đứng một chút thôi. Người ta thích người ta cho, còn người ta thích thì mình đem bác mình đi tiếp, mà không có nhận mà mình cũng không có nhận tiền theo đúng lần, không nhận tiền, không nhận cái thức ăn sống, thức ăn có nghĩa là thức ăn mà còn cần phải đem nấu nướng chiên xào trở lại thì không, chỉ nhận vừa đủ cái phần của mình trong ngày đó thôi. Còn nếu mà mình có thể nuôi người khác nữa thì mình nhận cho nó nhiều một chút, nhưng mà không có dư. Còn mình hôm nay thì mình thấy Việt Nam mình do cái hoàn cảnh đặc thù, nó có cuộc bắt hội, rồi bên Thái Lan cũng vậy, do người ta cúng dường nhiều quá cho nên nó nảy sinh một cái trường hợp đặc thù, đó là một ông sư đi bác còn sắp thêm cái bị nữa, hoặc có ông sư đi bác hội còn sắp dắt thêm điện tử, sắp cái bao to lắm, rồi người ta để đầy cái bình lên bình bác, rồi mình lấy bình bác mình đổ vô cái bao đó rồi mình tiếp tục đi nữa. Thì mỗi một cái bối cảnh xã hội nó có những cái trường hợp đặc thù, nhưng mà ở đây tôi muốn nói trong bài kinh này đó là bố thí không phải đơn giản là một cái công đức,
mà nó còn có ý nghĩa khác lớn hơn, đó là nếu anh hiểu được Phật pháp một cách đúng mức thì anh thấy rằng cho ra nó là một cái dấu hiệu, một cái dấu hiệu của người hiểu đạo. Cũng giống như một cái cây mà nó phát triển tốt thì cái cây đó tự nhiên là cành lá nó phải xum xuê, hoa trái đầy đủ, chứ cái cây đó nó không thể nói rằng hoa có được tốt cũng có được thôi, không phải. Mà cái hoa đó là cái dấu hiệu tự nhiên của một cái cội cây, rồi cây phát triển sung mãn. Ở đây cũng vậy, bố thí là một cái dấu hiệu của cái người hiểu đạo, những người tin đạo. Nên làm ơn nên ghi nhận chỗ đó. Và tôi nhắc lại lần nữa, không hoan hỷ với thằng tèo thì mình cũng có thể đem cho thằng tí, chứ không phải là vì mình bất mãn với một cái ngôi chùa nào đó, một tăng ni nào đó, một đối tượng xã hội nào đó, một đoàn thể, một tổ chức, một cộng đồng nào đó, rồi thì mình buông luôn, thì cái người thiệt thòi sau cùng vẫn là mình. Nếu mình có để ý một chuyện thế này, bố thí nó cũng có nhiều trường hợp. Bố thí là vì tự tâm rộng rãi mà cho ra. Trường hợp nữa là bố thí là vì hoàn cảnh, chỗ đó không cho thì kỳ. Còn trường hợp nữa là bố thí là vì đức tin, một cái nữa là bố thí là vì cái tình riêng. Như vậy mình thấy có ba trường hợp. Trường hợp là bố thí cho cái niềm tin, do cái niềm tin, bởi cái niềm tin. Trường hợp thứ hai là bố thí vì tình cảm. Thứ ba là bố thí vì mặt mũi. Có tất cả là ba cái vụ kiện bố thí. Tôi nhắc lại, trường hợp thứ nhất là bố thí vì cái đức tin, vì cái hiểu biết trong đạo. Trường hợp thứ hai là vì cái tình riêng, mến thương ai đó là cho. Trường hợp thứ ba là vì những cái tác động ngoại lực. Thí dụ như bây giờ ở trong cái bối cảnh mình không cho cũng kỳ, hoặc là mình lớn lên trong cái bối cảnh văn hóa, bối cảnh xã hội nào đó không cho cũng kỳ. Rồi bây giờ chúng ta trở lại câu trả lời của Đức Thế Tôn. Cái vị trời hỏi mình rằng những ai mà rộng rãi, những ai mà bụng xỉn như vậy đó đời sau sinh ra bị cái gì, thì ngài nói rằng là những người như vậy đó thì đời sau sinh ra đó cái gì cũng khó khăn. Bởi vì khi mình không bố thí cái lòng mình nó hẹp, mà lòng hẹp đó, thì cái cửa sinh tử của mình nó cũng, tất cả các cửa nó cũng đều là cửa nhỏ, mà cửa nhỏ thì khó đón gió đón nắng vào, chỉ vậy thôi. Nó rất là khoa học nha. Người không bố thí là vì cái lòng họ hẹp, mà lòng hẹp tức là mình tưởng tượng cái nhà mà cửa hẹp á thì gió cũng đánh vô ngã nào. Còn lại cái người mà rộng rãi đó, thì cái cửa lòng của họ đó nó mênh mông. Nhà cao cửa lớn cửa rộng, mà cửa lớn cửa rộng thì đời đời sanh ra đó thì gió nắng nó đi vô được chứ. Ở đây cũng vậy, hãy cái lòng nó rộng đó, thì những cái cơ hội của đời sống nó mới đến với mình dễ dàng. Vì nó rất là khoa học, có gì hết. Rất là khoa học. Có nghĩa là mình nếu không có tái sanh, không nghiệp báo thì thôi. Nhưng mà nếu mà có thì phải hiểu như vậy. Mà có một điều mình cũng phải ghi nhận thêm ở đây, tức là khi mình sống bằng một tâm hồn hào sảng, hào phóng thì nó vẫn vui hơn là một sự toan tính keo kiệt. Bởi vì sống á, cái ý nghĩa đời sống nó không phải là chỉ là nhận mà nó còn là cho nữa. Đời sống cái gì cũng có hai mặt hết, khổ vui, giọt lệ nụ cười, bông hoa và gai góc, rồi cái gì nữa, sanh và tử, ngày và đêm, cứng và mềm, cao và thấp, đen và trắng, sáng và tối. Cái gì cũng có hai hết, nó mới có là đủ để mà cuộc đời nó phải có đủ buông mặt chứ. Thì niềm vui của đời sống nó gồm có hai, đó là cái chỗ là phải ghi này, niềm vui trong đời sống gồm có hai, là vui khi nhận và vui khi cho. Cái người mà bỏng sẻn đó, thì trước mắt đó, họ chỉ nhận được cái niềm vui khi nhận thôi. Chứ còn niềm vui khi cho là không có. Đó là nói kiếp này. Đó là nói kiếp này. Rồi cái đời sau đó thì không được niềm vui nào hết cả. Còn cái người bố thí đó, cái người mà rộng rãi đó, thì trước mắt có được cái niềm vui khi cho,
từ cái đời sau đó thì có cả hai. Và do cái quả bố thí đó, đời sau sinh ra người ta nhìn mình á, tự nhiên người ta muốn cho. Như vậy thì mình vô tình mình giúp cho người khác cái cơ hội bố thí. Còn nếu mà mình là người bỏng sẻn á, thì ngay bây giờ đó, nhiều lắm mình chỉ hưởng những cái phước cũ của cái đời xưa kiếp trước nào đó thôi, chứ mình không có được niềm vui của người cho. Và đời sau sinh ra thì cái thói quen bỏng sẻn này nó vẫn còn đó. Nếu mình không có tu tập, không ai nhắc nhở thì tiếp tục bỏng sẻn nữa. Và trong khi đó đời sau, nếu mình tiếp tục bỏng sẻn nữa thì mình mất hẳn cái niềm vui còn lại, đó là niềm vui khi nhận cũng không có luôn. Và cái chuyện này tôi thấy cái đó có, tôi thấy có. Cái đối với một số người mình nhìn mặt họ mình muốn cho, mình muốn tặng cái gì đó, nhưng có nhiều người mình nhìn mặt họ mình không muốn. Cái đó có thiệt. Tôi ví dụ nha, mỗi lần tôi đi xa về thì ví dụ tôi cho về Mỹ đó, tôi thường hay mang theo sô cô la chốc lịch đấy, thì cái đó nó đâu là mình thì sĩ nó có những cái chỗ mà, nó những chỗ mà không đúng mà nó các chợ nó lưu được một cái lâu lâu nó có những cái ngày nó giảm giá, họ giảm 50-70%, thì tôi phải để ý, tôi để ý là mình biết mình sắp về đó, thì tôi mua một ít, tôi bỏ trong túi ngăn đá đó, trong tủ lạnh ấy, để khi nào về thì mình bỏ vô trong cái túi cách nhiệt ấy, mang về. Không biết cho ai, mình cứ mang về lại với ai đó, họ ra họ rước mình cũng cho họ. Còn mình về chỗ mình đi lâu ngày nó meo móc thì họ rất là giúp đỡ, mình cũng có cái mình cho họ, chứ mình đâu biết cho gì vậy. Mà lạ lắm, có nhiều người mình nhìn mặt họ mình muốn, có nhiều người mình nhìn họ mình không có tình, cái đó nó đáng bao nhiêu tiền mình nhìn mình muốn, họ muốn cho. Lạ vậy, lạ luôn đó. Và hôm nào nó có người gặp mấy tăng ni của điện giấy, cái đó có những người mình nhìn mặt họ mình muốn, họ mình không muốn cho. Mình cũng thương cũng quý lắm, nhưng mà tự nhiên nó không có hứng, và tự nhiên có những suy nghĩ rất là kỳ, mình nghĩ chắc họ không ăn đâu, chắc nhìn mặt họ chắc nghĩ là chắc cử đường, nghĩ là chắc sợ ngọt, thí dụ như vậy. Mà tự nhiên có người kia mình không có nghĩ cái chuyện đó, nó khiến cái gì đó, cái gì nó khiến mình không có nghĩ cái chuyện đó, mình không có nghĩ cái gì là ta bị tiểu đường hay là ta cử ngọt, mà tự gặp mặt họ muốn cho, mình không có nghĩ nhiều. Có người đó thì mình nghĩ là chắc là thử nghĩ mà ai ham đồ ngọt, tự nhiên nghĩ như vậy đó. Mà khi họ đi về rồi mình mới nghĩ rõ ràng ở đây nó có một cái nhân duyên gì đó, nó khiến mình có suy nghĩ kỳ cục như vậy. Ok, cho nên ở đây Đức Phật giải thích rằng hãy mình bỏng sẻn thì đời sau kiếp khác mình sinh ra mình sẽ bị túng thiếu rồi vậy đó. Ở nhìn mình ta muốn cho vì cái cửa lòng của mình nó hẹp quá, mà cửa lòng mình nó hẹp có từ gió nắng nữa nó vô. Rồi đối với người mà có niềm tin, có bố thí, đời sau sinh ra thì họ được cái gì? Khi họ muốn cái gì thì cũng được. Và hôm nay các vị có thấy cái chữ tự tại thiên hay không? Tự tại thiên tiếng Bali kêu là Vasavati, tức là chư thiên cõi tha hóa tự tại. Tiếng Bali kêu là Paranimitta Vasavati. Para là người khác ha? Ở chỗ này para là người khác. Cái nimitta là hóa hiện. Vasavati nghĩa là tự tại. Tự tại nghĩa là không có bị ràng buộc bởi cái gì hết. Trong các trong sáu cõi trời dục giới đó, thì cái cõi cao nhất kìa là cái cõi tha hóa tự tại. Cõi này sống được chính tỷ rưỡi năm nhân loại. Tại sao năm có lợi năm nhân loại là sao? Bởi vì cái năm ở trên cõi trời là khác. Cái năm mà của cõi đau lợi nó không giống như cái năm ở trên cái cõi dạ ma đấu xuất. Rồi hóa là thiên người ta hóa tự tại, và khoa học hôm nay cũng chứng minh cho chúng ta thấy là cái năm cái tháng là mình dựa vào mặt trời đúng không, dựa vào ngày đêm, thì họ cũng chứng minh cho mình thấy có những cái vì sao mà một năm ở đó nó có thể là gấp 10, gấp trăm lần chứ không cái một năm của trái đất mình chỉ nó bình thường thôi, tính là cái vòng quay quanh mặt trời đó. Cái lấy mặt trời là cái trục giữa, thì có những cái hành tinh, những ngôi sao mà muốn đi hết một vòng như vậy nó phải mất nhiều tháng, trong khi mình mất chỉ có 24 giờ đồng hồ thôi, một ngày một đêm. Trong khi có những cái ngôi sao, có những hành tinh
thì nó có những cái thiên thể nó một ngày một đêm của nó lâu lắm, chỉ nó rất là bình thường. Cho nên là cái trên cái cõi trong kinh đó ở hai cái cõi dục thiên cao nhất ấy, cái cõi trần dục giới cao nhất thì cái cõi gọi là cái cõi thứ thứ năm ấy, gọi là cái cõi hóa lạc thiên, cõi hóa lạc thiên ấy, Nimma Ranarati, tức là mình thích cái gì thì mình cứ hóa hiện ra cái đó mình xài. À, như ý. Còn cái cõi thứ sáu cao nhất gọi là Paramimitta, có nghĩa là trên đó mỗi vị trời có những người hầu, mà những vị này biết chủ mình thích cái gì thì chừng họ tự họ họ thì họ mới hóa hiện ra, họ đem lại đưa cho chủ, nó sang, nó đến về chỉ là sang thôi. Nếu mà nói theo mình ở đây đó thì mình thấy nó hơi lụng thượng, nó hơi rắc rối, nó hơi thủ tục hành chính cồng kềnh nặng nề, nhưng mà đối với những người có thần thông đó thì nó chỉ nó đơn giản, tức là những người hầu họ biết ông chủ muốn cái gì thì họ hóa hiện ra, họ đưa cho mình dùng thì nó chỉ là sang thôi. Thì ở đây đó Đức Phật dùng cái chữ Vatsapati là ám chỉ cho cái hạng này nè, có nghĩa là khi mình có nhiều cái bố thí thì đời sau kiếp khác sinh ra tự nhiên cái là mình giống như là con cưng của thiên hạ vậy đó, ai mà gặp mình thì cũng muốn cho, là con cưng của thiên hạ. Thì trong trường hợp đó được gọi là Vatsapati ha. Và cái này chỉ đơn giản vậy. Dĩ nhiên là nếu mà chúng ta có thời gian chúng ta nói có thể là một tuần lễ chưa hết cái chữ bổn sẻn, một tuần lễ nó chưa hết cái chữ bố thí đâu. Nhưng mà cứ nói hoài thì nó cũng có đại khái đó, đại khái đó, chỉ tán động nó ra thì như là như vậy đó. Ví dụ giảng bài này thì tôi nghĩ rằng đối với tử cái bố thí là một trong những cái thiện pháp tương đối là mềm nhất, dễ hiểu nhất. Cho nên nhớ dùm, hãy nói tới bổn sẻn hay bố thí thì chỉ nhớ dùm một chuyện thôi, chỉ không chỉ là cái chuyện cầu công đức, không chỉ là cái chuyện cầu giàu sang, mà vấn đề ở đây là lòng mình có mở ra được hay không, và chúng ta không có lý do gì mà tin rằng mình có thể ăn đời ở kiếp với những thứ sở hữu đang có trong tay nha. Thì tại sao mà lại không đem chia sẻ đến người khác cho cuộc đời nó cùng vui. Thứ hai nữa, có một số người họ không muốn cho ai hết, họ muốn cho người thân của họ thôi, thì cái này nó cũng là một cái tốt chứ không phải không. Cái chuyện mà mình muốn chia sẻ với người thân mình nó là cái tốt, nhưng mà không muốn chia cho ai nó là một cái xấu nha, mình phải phân biệt cái đó. Chứ còn cái chuyện mà mình giúp đỡ người thân mình thì nó bình thường, nhưng mà chỉ biết người thân mình không biết người dân thì cái đó nó cũng là một vấn đề không có hay. Thì mai này đời sau sinh ra mình cũng được giàu có, cũng được chứ. À, mình giúp đỡ người thân mà thì mình cũng được, nhưng mà nó có cái hạn chế. À, tại sao có những người họ cũng có đời sống vật chất, cũng có đời sống vật chất thoải mái, nhưng mà cái thoải mái đó nó cũng đến một cái rất là chật vật, là bởi vì đời xưa cái cách bố thí của họ nó cũng là chật vật. Cái lọt càng rộng thì cái cơ hội càng lớn, chỉ vậy thôi. Đúc kết được tinh thần là lòng càng rộng thì cái cơ hội đón nhận nắng gió muôn phương cũng càng lớn hết. Nội dung mình tên là gì? Lòng càng rộng thì cái cơ hội đón nhận nắng gió muôn phương càng lớn. Thì cái nắng gió muôn phương là cái tấm lòng của thiên hạ đó. Rồi xong, bây giờ tiếp theo là bài kinh Thợ Đồ Gốm tiếng Pali là Hatikara, Hatikara Sutta.